Chào mừng các em tham gia tiết học hôm nay, môn hình học 7. Tiết trước thì các em đã được học bài định lý Pythagore, tiết này chúng ta cùng nhau luyện tập. Phần 1, cô sẽ ôn tập kiến thức cũ. Bây giờ cô sẽ nhắc lại nội dung hai định lý. Một nhỏ, định lý Pythagore phát biểu dưới dạng lời như sau. Trong một tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bằng tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông. Ngoài ra, các em có thể viết dưới dạng ký hiệu. Tam giác ABC vuông tại A, khi đó BC bình phương bằng AB bình cộng AC bình. Bây giờ chúng ta sẽ qua hai nhỏ định lý Pythagore đạo. Phát biểu dưới dạng lời như sau. Nếu một tam giác có bình phương của một cạnh bằng tổng các bình phương của hai cạnh kia, thì tam giác đó là tam giác vuông. Tương tự, các em viết dưới dạng ký hiệu. Tam giác ABC có BC bình phương bằng AB bình cộng AC bình, khi đó tam giác ABC vuông tại A. Vừa rồi cô đã nhắc lại nội dung định lý Pythagore và định lý Pythagore đạo. Bây giờ chúng ta qua phần 2, các giảng bài tập. Dạng 1. Dùng định lý Pythagore để tính độ dài một cạnh của tam giác vuông. Đối với dạng này, các em có các bước trình bày như sau. Một nhỏ các bước trình bày. Bước 1. Xét tam giác vuông. Bước 2. Áp dụng định lý Pythagore thay số vào biểu thức. Bước 3. Tính độ dài cạnh cần tìm và kết luận. Để minh họa cho dạng 1, chúng ta sang hai nhỏ ví dụ minh họa. Các em sẽ làm bài tập 53 sách giáo khoa trang 131, tìm độ dài x trên hình C. Ở đây, cô sẽ hướng dẫn cho các em làm hình C và hình D, còn hình A và hình B về nhà các em tự trình bày. Bây giờ các em quan sát hình C như sau. Ở hình C, người ta cho tam giác DEF vuông tại E. Có DE bằng 21, EF bằng x và DF bằng 29. Khi đó các em giải bài toán như sau. Xét tam giác DEF vuông tại E. Áp dụng định lý Pythagore ta có DF bình phương bằng DE bình phương cộng EF bình phương. Đến đây các em thay lần lượt các giá trị tương ứng vào biểu thức. DF bằng 29, DE bằng 21, EF bằng x. Vậy thay vào ta có 29 bình phương bằng 21 bình phương cộng x bình phương. Từ đây, các em rút ra được x bình phương bằng 29 bình trừ 21 bình. Và các em tính ra được x bình phương bằng 400. Và chúng ta suy ra được x bằng căn bậc 2 của 400. Và các em tính được x bằng 20. Kết luận, vậy độ dài x bằng 20. Bây giờ chúng ta sẽ qua hình D. Tìm độ dài x trên hình D. Bây giờ các em quan sát hình D cho cô. Ở hình D người ta cho tam giác MNP vuông tại M, có MN bằng căn 7, NP bằng x và MP bằng 3. Vậy các em giải bài toán như sau. Xét tam giác MNP vuông tại M, áp dụng định lý Pythagore ta có NP bình phương bằng MN bình phương cộng MP bình phương. Đến đây các em thay lần lượt các giá trị tương ứng vào biểu thức. Ta có NP ở đây bằng x, MN các em quan sát hình bằng căn 7, còn MP bằng 3. Vậy thay vào ta có x bình bằng căn 7 tất cả bình cộng 3 bình. Căn 7 tất cả bình em tính ra bằng 7, 3 bình bằng 9, do đó x bình bằng 7 cộng 9. 7 cộng 9 thì các em tính được 16, suy ra x bình bằng
16. Và từ đây các em suy ra được x bằng căn bậc 2 của 16. Vậy các em tính ra được x bằng 4. Kết luận, vậy đổi giả x bằng 4. Bây giờ chúng ta sẽ sang dạng 2. Dùng định lý Pythagore đạo để kiểm tra xem một tam giác có phải là tam giác vuông không. Mô nhỏ, các bước trình bày. Bước 1, em chọn cạnh lớn nhất và tính bình phương lên. Bước 2, tính tổng bình phương của hai cạnh còn lại. Bước 3, so sánh và dựa vào định lý Pythagore đạo để kết luận. Để minh họa cho dạng 2, chúng ta sẽ sang phần 2 nhỏ, ví dụ minh họa. Ví dụ minh họa thì các em làm bài 56, sách giáo khoa trang 131, đề bài như sau. Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài 3 cạnh như sau? A nhỏ 9cm, 15cm, 12cm. Bây giờ các em giải như sau. Các em nhận thấy trong 3 độ dài thì 15cm là độ dài lớn nhất. Do đó ta có 15 bình bằng 225. Tổng bình phương 2 độ dài còn lại là 9 bình cộng 12 bình bằng 9 bình các em tính ra được 81, 12 bình các em tính ra được 144, cộng lại là 225. Vậy từ đây các em suy ra được 15 bình sẽ bằng 9 bình cộng 12 bình vì chúng cùng bằng 225. Vậy theo định lý Pythagore đạo, tam giác có độ dài 3 cạnh 9cm, 15cm, 12cm là tam giác vuông. Bây giờ các em sẽ sang câu B. Câu B đề bài cho 5dm, 13dm, 12dm. Các em cũng giải tương tự. Chúng ta nhận thấy trong 3 độ dài thì 13dm là độ dài lớn nhất. Do đó chúng ta sẽ tính bình phương của cạnh có độ dài lớn nhất. Ta có 13 bình bằng 169. Tổng bình phương hai cạnh còn lại là 5 bình cộng 12 bình. 5 bình các em tính ra được 25. 12 bình các em tính ra được 144. Lấy tổng lại là 169. Nên 13 bình bằng 5 bình cộng 12 bình vì chúng cùng bằng 169. Vậy theo định lý Pythagore đạo, tam giác có độ dài 3 cạnh 5dm, 13dm, 12dm là tam giác vuông. Vừa rồi cô đã hướng dẫn cho các em làm câu A và câu B của bài 56. Bây giờ chúng ta sang câu C. Câu C đề bài cho 7m, 7m, 10m. Các em cũng giải tương tự. Các em nhận thấy trong 3 độ dài, 10m là độ dài lớn nhất. Do đó, chúng ta sẽ tính bình phương của cạnh có độ dài lớn nhất. Ta có 10 bình bằng 100. Tổng bình phương hai cạnh còn lại là 7 bình cộng 7 bình bằng 49 cộng 49 bằng 98. Từ đây, các em suy ra được 10 bình khác 7 bình cộng 7 bình. Vì 10 bình các em tính ra được 100, còn 7 bình cộng 7 bình các em tính ra được 98. Vậy tam giác có độ dài 3 cạnh 7m, 7m, 10m không phải là tam giác vuông. Để khắc sâu hơn cho dạng 2, chúng ta sẽ sang tiếp bài 57, sách giáo khoa trang 131, cho bài toán. Tam giác ABC có AB bằng 8, AC bằng 17, BC bằng 15. Có phải là tam giác vuông không? Bản Tâm đã giải bài toán đó như sau. Bây giờ các em quan sát cách làm của Bản Tâm này. Bản tính AB bình cộng AC bình bằng 8 bình cộng 17 bình. 8 bình các em tính ra 64, 17 bình các em tính ra được 289 và tổng lại là bằng 353. Sau đó bản tính tiếp BC bình
bằng 15 bình và bằng 225. Do 353 khác với 225 nên bản kết luận AB bình cộng AC bình khác với BC bình. Vậy tam giác ABC không phải là tam giác vuông. Đó là cách làm của bản tâm. Người ta hỏi lời giải trên của bản tâm đúng hay sai? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng. Đó là đề bài 57 cho. Với bài toán ở bài 57 cho như vậy, đây là cách làm của bản tâm. Bây giờ chúng ta sẽ nhận xét cách làm của bản tâm. Bản tâm tính bình phương của cạnh BC. Nhưng ở đây các em quan sát trong đề bài, bài toán cho là trong ba cạnh AB, AC và BC thì AC mới là cạnh lớn nhất chứ không phải là BC. Do đó lời giải trên của bản tâm là sai. Bây giờ chúng ta sẽ sửa lại như sau. Chúng ta sẽ tính bình phương của cạnh có độ dài lớn nhất, tức là AC bình bằng 17 bình. Các em tính ra được 289. Tổng bình phương hai cạnh còn lại là AB bình cộng BC bình bằng 8 bình cộng 15 bình bằng 64 cộng 225 bằng 289. Nên AC bình bằng AB bình cộng BC bình vì chúng cùng bằng 289. Vậy theo định lý Pythagore đạo, tam giác ABC là tam giác vuông tại B. Vừa rồi cô đã hướng dẫn cho các em hai bài tập 56 và 57 minh họa cho dạng 2. Bây giờ chúng ta sang phần củng cố. Về mặt lý thuyết, các em nắm cho cô nội dung hai định lý là định lý Pythagore và định lý Pythagore đạo. Đối với định lý Pythagore, các em cần khắc sâu. Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông. Còn đối với định lý Pythagore đạo, các em cần khắc sâu. Nếu một tam giác có bình phương của một cạnh bằng tổng các bình phương của hai cạnh kia, thì tam giác đó là tam giác vuông. Bây giờ, chúng ta sẽ sang phần các dạng bài tập. Các em nhớ cho cô, chúng ta có dạng bài tập vận dụng định lý Pythagore và dạng bài tập vận dụng định lý Pythagore đạo. Đối với dạng bài tập vận dụng định lý Pythagore, các em nhớ cho cô, nó nằm ở dạng 1. Dùng định lý Pythagore để tính độ dài một cạnh của tam giác vuông. Còn dạng bài tập vận dụng định lý Pythagore đạo, nó thuộc dạng 2. Dùng định lý Pythagore đạo để kiểm tra xem một tam giác có phải là tam giác vuông không. Bây giờ dặn dò về nhà. Về nhà thì các em học thuộc nội dung hai định lý là định lý Pythagore và định lý Pythagore đạo. Và các em làm các bài tập 59, 60, 61 trang 133 sách giáo khoa. Bài 82, 83, 89 trang 108 sách bài tập. Ngoài ra các em nên đọc phần có thể em chưa biết trang 132. Đó là công việc về nhà. Tiết học đến đây là kết thúc. Chúc các em học tốt. Hẹn gặp lại các em ở tiết học tiếp theo. Chào các em.